Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2022, hai chiếc lò chiên không dầu phân khúc cao cấp dung tích 15 lít gửi về cho hai vị khách hàng. Lò chiên không dầu Capen K15+, hàng xuất châu Âu, đủ 9 món phụ kiện, 5 con ốc phụ kiện trên trục 360 độ. Lò chiên không dầu Capen, thương hiệu Hàn Quốc, dung tích 15 lít, 9 món phụ kiện, 4 con ốc đi kèm, trục 360 độ. Chiếc lò chiên Kipo gửi về cho chị Kiên Ngọc Nga ở địa chỉ ấp Dọ Say, Ngũ Lạc, Duyên Hải, thành phố Trà Vinh. Và chiếc Kipo KBAF657 Hàn Quốc này được bảo hành cho chị chính hãng 12 tháng, lỗi sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày. Và chiếc bên cạnh của chúng ta, chiếc Capen bản K15+, hàng xuất EU, gửi về cho anh Đức Trinh, ngõ 328, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Và chiếc lò chiên không dầu Capen K15+, lô hàng xuất châu Âu EU này thành được bảo hành chính hãng cho anh 24 tháng, lỗ sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày. Mọi chi tiết xin liên hệ tổng kho Thành Được, số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081, Facebook Thành Được, Fanpage YouTube Tổng kho Thành Được.